Sáng nay, đoàn giám sát của Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng do ông Lê Văn Trung, trưởng ban làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Thường trực Quận ủy Liên Chiểu về công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy trong vận động nhân dân bàn giao mặt bằng trên địa bàn quận Liên Chiểu đối với dự án trọng điểm của thành phố. Theo đó, đối với hồ sơ của dự án nút giao thông đường trục 1 Tây Bắc quốc lộ 1A với đường nối khu công nghiệp Hòa Khánh đến đường Nguyễn Tất Thành, hiện đã bàn giao mặt bằng 30/52 hồ sơ. Đối với hồ sơ của dự án tuyến đường trục 1 Tây Bắc đoạn từ Hồ Tùng Mậu đến quốc lộ 1A đã hoàn thành được 13/135 hồ sơ. Trưởng ban dân vận Thành ủy Lê Văn Trung cho biết buổi làm việc nhằm thống nhất nội dung, phương pháp và chương trình làm việc của đoàn giám sát trong thời gian tới. Theo đó, trưởng ban dân vận Thành ủy đề nghị hai bên phải phối hợp chặt chẽ trong quá trình giám sát thực tế, đồng thời đề nghị Thường trực Quận ủy Liên Chiểu, đặc biệt là chỉ đạo ban giải phóng mặt bằng phải có những kiến nghị đề xuất về các khó khăn vướng mắc thực tế trong quá trình triển khai tại cơ sở và báo cáo rõ những vấn đề liên quan đến các sở ngành tại các dự án để ban dân vận Thành ủy tổng hợp báo cáo cho ban thường vụ Thành ủy, đưa ra những giải pháp để triển khai các dự án có hiệu quả.